Đó. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài người ta gọi là phát hiện vật chuyển động, thấy chưa? Đây bây giờ thầy sẽ show cho các em tìm cốt nó ở đâu. Thực ra các em có rất nhiều cốt nhưng các em không biết nó ở đâu. Đây nha. Khi các em cài OpenCV trong ổ C đúng không? Nhìn ổ C này. Đúng chưa? Em nhìn thấy OpenCV này, xóa cốt này đúng chưa? Em nhìn thấy một cái người ta là simple chưa? Ví dụ chưa? Cái gì? Ở đây nó có nhá, nó có C này. Nó có C++ này, thì Python nó có này đúng chưa? Em dùng cái gì nó cũng có, ví dụ nhiều lắm, thấy chưa? Ví dụ C cộng cộng đúng không? Mình đang dùng đúng không? Em nhìn thấy nhiều chưa? Em hai pin này, em nhìn thấy này. Tất cả từ đây đến đây là cốt. Đó, nhìn thấy chưa? Ví dụ thầy vừa bảo là phát hiện vật chuyển động đúng không? Nó tên tiếng Anh nó là cái gì thì tìm cái đấy. Tên tiếng Anh là gì? Hả? Tên tiếng Anh là gì? Đây nhá, thầy ví dụ này. Nó có detect cái gì này, bay check này được chưa? Nó có face demo này, đấy, có khuôn nhận diện này, khuôn mặt này, có gen color này, đấy, lọc Kanban này, được chưa? People detect, đấy, gì đấy, tiếp tục này. Trên này nó có tiếp là tutorial code này. Đây, có những cái ví dụ các em xem này. Vậy thì các em vào đây, các em mở những cái lên thì các em sẽ biết được là cái code như là đây. Thì thầy mở một cái nhá, thầy ví dụ thầy mở cái nào ta, vừa nhìn thấy cái people detect đúng không, phát hiện người đúng không, open with này, các bạn có thể mở video, thầy mở bằng notepad để đọc xem là cái gì đã, chưa? Em nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái file của nó này. Code rất là đơn giản, mình chỉ đọc được cái này là được, đúng không? Nó lấy cái hình ảnh từ đâu thì hôm trước mình có rồi. Đây, frame đây, file từ đâu đấy đây. Bây giờ mình chuyển sang cái image thay vì IMG này từ một cái camera của mình, được chưa? Đấy, thế thôi. Đấy, vừa một ví dụ. Đấy, bây giờ bài kế toán của thầy là bài toán phát hiện vật chuyển động, đúng không? Hôm trước thầy bảo là vào cái website của Phí Văn Lâm ấy, được chưa? Phí Văn Lâm, được chưa? Nhìn thấy Lâm Phí chưa? Click here. Vào login, đúng không? Không login là không download được đâu. Xong thì vào lab này, vào image processing này. Nó sẽ có cái tracking object moving, được chưa? Số 9, number 9, ok? Number 9. Cái này gì? Here. Nhìn thấy không? Nhá, xong các em open này. Đấy, lỗi chỗ này là lỗi tiếng Việt, hiểu không? Tiếng Việt thì kệ nó đi, được chưa? Đây là cái code của nó, được chưa? Vậy nhiệm vụ của các em chỉ việc copy code này vào thôi, sau thì thầy sẽ explain nó, giải thích nó. Bây giờ trước khi copy code thì phải tạo được cái project ra, đúng không? Các em đừng có copy project thì, tại vì những cái bước đấy mình phải thành thạo một cách lặp đi lặp lại nhiều lần, được chưa? Bằng cách là mở cái Visual Studio lên. Các bước là thì các bạn phải tạo một project trắng và add nó vào các cái reference vào, được chưa? Có kịp không? Có kịp nhá. Bây giờ file này, new này. Đấy, bạn nào làm cái website thì kích vào website là làm website, được chưa? Website giống của thầy, thầy làm từ Visual thôi, được chưa? Còn ai bây giờ mình đang làm project này, mình đang sử dụng ngôn ngữ C++, được chưa? Đó, Visual C++ General và Empty Project, dự án lưu ở đâu đấy, code, ok, ghi ở đây, ok, project này là 2023 tháng 11/01, đúng không, tên là Object Checking đấy.
nó à đấy nó bảo đường dẫn dài quá, too long đấy, đấy là cái lý do mà đấy check in thôi được ok nhá, xong ấn ok này nhá. Ok, wait a moment. Ok, right click vào cái project của mình này, add này, new item này, yeah. Ở đây chúng ta thêm một cái file code của mình thôi, các bạn chả phải làm gì cả, giữ nguyên đừng có sửa, ấn add là xong, được chưa? Ok chưa? Đó, xong file code các bạn thăng nghiên include cái gì thì bạn viết vào đây đúng không? Còn thầy dạy là dạy copy code đúng không? Ctrl A, Ctrl C đúng không? Quay trở lại website của thầy, được chưa? Đó, xong thì just Ctrl V. Đó. Ở đây nó sẽ báo lỗi rất nhiều, kệ nó, bình tĩnh, tự tin, không có gì phải sợ cả, được chưa? Bây giờ các em Ctrl S nó vào đi, được chưa? Nó bảo là có lưu cái Unicode, nó kêu cái mã lỗi này. Đây là những cái này người ta gọi là lỗi, được chưa? Xóa hết nó đi. Nó cứ để được chưa? Bây giờ nó lỗi thì mình chưa add thư viện, nó sẽ báo lỗi, đúng không? Được chưa? Để biết thư viện mình cần cái gì thì hôm trước thầy bảo là gì? Kích vào view và kích review, đúng không? Nó lỗi cái gì thì chúng ta tìm cái đấy, chứ không nên add hết các thư viện vào nếu mình chưa hiểu rõ về nó. Đây, nó bảo là cái OpenCV2 có nghĩa là mình phải tìm cái đường dẫn đến trước cái OpenCV2, đúng không? Đúng chưa? Right click này, chọn Properties, vào cái Visual CC ông bảo này General này, trên cùng nó có Additional Include Directories, được chưa? Kích vào Edit, được chưa? Phải đến trước cho OpenCV2 đúng không? Nhìn vào đây, kích vào 3 chấm này, ổ C này, OpenCV này, Build này, em nhìn thấy chưa? Include này, trước OpenCV2 cũng nghĩa là đến Include thôi đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Ok thì đến đây thôi, không làm gì nữa cả. Đấy nhìn thấy chưa? Bỏ đi nha, nó bị tẩy kích nhầm. Đấy, nó chỉ đến đây thôi, ok chưa? Thì bắt đầu là cái đường dẫn phía dưới nó sẽ thêm cái vui OpenCV2 thì nó thành một đường dẫn hoàn chỉnh, đúng không? Đấy, ok, ok. Đó, các em lại build, review, đấy chưa? Xem nó lỗi cái gì mình xử lý tiếp chứ đừng có làm cái gì cao siêu cả. Đấy, cái lỗi này là cái lỗi gì biết không? Cái lỗi này là cái lỗi mà mình thiếu cái linker, đúng không? Hồi trước thầy bảo ấy, đúng không? Lại right click cho thầy properties, em nhìn thấy linker chưa? Có cái input này này, đúng không? Nhập cái file .lib vào đây, đúng không? Mình đang debug với x86, đúng không? X86 thì mình lại vào đây nha, vào C này, OpenCV này, build này, x86 nhìn thấy chưa? X86 này, VC12 này, LIB này, đây là các file LIB đúng không? Em copy cái đường dẫn này vào Ctrl C này, đúng không? Đây là anh kích một phải và em nhìn thấy là file của nó là file .lib này, nhìn không? Ok, vậy mình lấy cái đường dẫn đây thôi, xong mình sửa vào đây. Đó, mình add tất cả những cái file gạch chéo này sao.lib, lấy tất cả những file thư viện vào đây, được chưa? Đó, thế thôi, that's all. Ok, apply, ok, build, review. Cứ sau mỗi một bước thì em lại review cho thầy để nó lát lại những cái mình thay đổi, được chưa? Và nếu nó, đây này nó bảo thành công rồi này, đúng không? Thành công nhưng nó chạy, nó sẽ báo lỗi, đúng không? Nhưng tức thầy bảo, đúng không? Chạy, nó sẽ báo lỗi. Nó sẽ bảo là thiếu cái file DLL, đúng không? OpenCV Core 2.4.3.dll, đúng không? Đấy. Lỗi thì kệ nó, lại quay trở lại đây. Em patch này một phát, em nhìn thấy pin này, thấy chưa? Đây DLL, một loạt DLL, đúng không? Vậy copy gì? Ctrl A, Ctrl C, copy tất cả cái DLL này vào và cái thư mục mà chúng ta đang tạo project, đúng không? Ở trong cái debugging ấy. Đây lại right click này, open folder in file folder, được chưa? Em back lại một back, được chưa? Em nhìn chữ debug chưa, nhìn nào? Đấy, Ctrl V nó vào đây. Đó, thế là sao? Lại là gì? Lại build, review cho thầy. Nhớ những cái bước này nhiều khi các bạn bỏ qua và nghĩ chả thay đổi gì nhưng bạn vẫn phải làm. Nó tạo thành cái thói quen đi, được chưa? Để mai sau code của em nó không còn bị sai nữa. Vậy các em chạy,
À, nó thoát luôn tại vì nó không tìm thấy cái video hoặc camera đâu. Bây giờ chúng ta mới xem code. À, main là chương trình chính, thấy chưa? Đây này, cái đường dẫn này có một cái video.av này, thấy chưa? À, thầy chưa có cái video.av đúng không? Vậy bây giờ thầy sẽ lấy đâu ra cái video.av? Có không? Có à? E x 22 đúng không? Ờ, thế đây thầy tìm E x 22 cốt. À ừ, lấy cái gì cũng được, nhưng ý là video ấy, thầy không biết thầy lưu ở đâu ấy. À đây ạ. À. Bây giờ thầy thử chạy xem nó phát hiện đối tượng chuyển động mà thì nó phải chuyển động thì nó mới phát hiện được, hiểu không? Ở thế lấy tạm cái này đã được không? Ok nhá, lấy tạm cái x22.av này đúng chưa? Bây giờ mình phải lấy cái đường dẫn của cái này. Bây giờ thầy copy nhá, căn chữ x cái này ra này. À, ra desktop này. Em phải lấy đúng cái đường dẫn nha. Ơ, lấy nhầm rồi, copy nhầm. Sorry. À đây đúng rồi đấy, không nhà sai. Đấy, em lấy cái đường dẫn này cho thầy này. EX22 đúng không? EX22.av đúng không? Các em thấy nó báo đỏ, nghĩa là lỗi phải được dẫn chúng ta phải có hai cái gạch chéo, đúng chưa? Đấy, những cái lỗi cơ bản thì các em bây giờ phải không được phép gặp những cái lỗi nữa. Rồi, hết nha, build, review. Cứ sau mỗi một bước các em lại làm build, review cho thầy. Để làm gì? Để khẳng định code của mình nó không lỗi. Đấy chưa? Không lỗi nào kéo đây là success đứt đây này, đấy chưa? Bây giờ chạy. Đấy, các em nhìn thấy này. Đấy, thì đây là cái bài toán phát hiện vật chuyển động. Thì những cái phần nào chuyển động thì nó sẽ phát hiện ra về tọa độ chuyển động, đúng không? Đúng chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ lấy một cái video khác cho nó đẹp hơn, để nó rõ hơn. Vì cái này, cái video này nó nhiều cái chuyển động quá, đúng không? Lấy cái gì? Ví dụ bài toán của thầy là bài toán là bài toán chúng ta là bài toán là bài toán là phát hiện ô tô chuyển động trên đường chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà làm sao để download? Thầy chả biết gõ cái gì đâu, thầy gõ thầy lấy một, làm sao mà thầy lấy được một cái video mà đây là những kiểu như này này. Không phải. Vehicle. Tìm một cái nào đó mà nó rõ đối tượng chuyển động với các đối tượng khác ấy, thì các em sẽ biết được là đây này, thầy ngồi nhìn thấy cái nào này, đây là có phải chạy không? Pro sao lại ấy? Đấy, tìm cái video là chấm video và nổ. Đây này, nào một cái về đi. Đang lắp cái gì ta? À, chưa thấy. Ở đâu ta? Đây đúng không?
Nôm na là chúng ta phải nhìn được một cái video hoặc là các bạn lấy điện thoại không quay cho các bạn gửi vào đây xong, được chưa? Được chưa? À, được, đơn giản. À, không được. Đấy, quay được cái video của ông kia được chưa? Di chuyển, được chưa? Thì quay nha, chứng minh camera option này, video camera này. Bây giờ thì chờ một tháng đi qua. Đi đi, một ông đi ra đi, chờ đến bao giờ? Đi thôi mà. Đi ra ngoài, quay rồi. Đi đi, đi luôn đi. Bắt đầu rồi, đi vào đi. Vào đây, đi đấy, đi được đây. Đó. Ơn lưu ở đâu nhỉ? À ok, xếp Vinh rồi. Đã sắp tải nó lên nhỉ? Rồi đầu sạc cái thẻ cắm à? Bình đấy. Đây, SD card đây, where the video. Đây nha, này copy Canon C này, desktop này, Canon V này. Đó là video 0001 đúng không? Ok, build review. Nó chả là vì đây này, điện thoại ship của người ta này. Đây. Rồi, nó hơi bé. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, ông này bắt đi vào này, đúng không? Nhìn thấy không? Tại vì cái độ phân giải của cái điện thoại của thầy nó chỉ như thế thôi. Đây nha. Property này. Cái độ phân giải camera 3.0 của thầy nó chỉ được 176 hàng 144 cột thôi, chưa? Nó không phải là Full HD 1080, hiểu không? Cho nên là cái khung hình nó rất là bé. Đấy nhá, bây giờ thầy vừa download đúng không? Bây giờ thầy thử mở cái này xem là cái gì. Extract here. Đây đây, thầy lấy cái này nhá. Video 2 đúng không? Ok chưa? Build review. Các em sẽ thấy nó sự khác biệt nếu mà cái video của em nó dễ đây. Các em nhìn thấy các đối tượng nó chuyển động chưa? Ok chưa? Vậy trong này nó sẽ có thứ nhất là đối tượng là số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thế đấy. Và đây là tọa độ của cái thằng đấy, thấy chưa? Đúng chưa? Vậy thì chúng ta biết tọa độ đúng không? Chúng ta biết thời gian đúng không? Chúng ta tính được vận tốc của cái xe này đang đi là bao nhiêu. Đấy là bài toán xử lý quá tốc độ trên con đường cao tốc, đúng không? Tiếp tục, giả sử đường cao tốc chúng ta chỉ xử lý cái làn cái chỗ này thôi, đúng không? Chỉ xử lý cái khung chỗ này thôi, đúng chưa? Thì bắt đầu cái xe này xuất hiện ở chỗ này thì chúng ta start timer đến, phải chưa? Xong đến nó đi ra hình là stop timer đến. Vậy chúng ta biết khoảng cách thực tế là bao nhiêu, đúng không? Chúng ta biết thời gian, đúng không? Chúng ta tính được vận tốc và quãng đường trên thời gian, đúng không? Là chúng ta tính được tốc độ của phương tiện, đúng chưa? Đó, và thêm cái bài toán là xử lý có một cái camera zoom lên cái biển số của thằng này nữa, đúng không? Là phạt ngoại, đúng chưa? Đúng không? Đó. Vậy thì đầu tiên các em phải làm gì? Các em phải download được cái video này về cho thầy đã. À, download được cái code về đi. Tạo ra đi. Tạo ra vào đây. Đấy, tăng những cái này đi. Đấy.
và email processing nha. Làm đi, xong mắc chỗ nào thì hỏi thầy, ai mà có lỗi gì thì ultra view, được chưa? Thầy review cho. Trong cái này nó sử dụng một cái là block check này, chưa? Các em để ý thấy trong cái này nó có cái capture from file đúng không? Thay vì thế các em lấy trực tiếp từ cái camera là xong, đúng chưa? Đúng chưa? Lấy camera hôm trước chúng ta có cái hàm mà là face recognize đúng không? À, cái phát hiện màu ấy đúng không? Là từ camera mà đúng không? Cái cap chúng ta là CV capture này, đúng chưa? Các bạn hoàn toàn có thể search code trên mạng, được chưa? Thầy không nhớ là cái hôm trước của chúng ta là như nào? Reason đâu? Reason phải. Đấy, hôm trước chúng ta là cái EX22 đúng không? À, không phải, EX22 là video Open Project. Không phải EX22 đâu. Color, ok, color nhá. Go where that. Đấy, em nhìn thấy chưa? Cái capture này chính là từ cái camera không là bằng trừ 1 đúng không? Em lấy từ camera ra này, copy cái này. À này, mở một cái khác nha, tại vì nếu không nó chỉ được mở một project thôi. Đây đúng không? Cái pcap có capture bằng null đúng không? Cái này đúng không? Đúng không? Đấy, thế thôi. Có khó gì đâu mà. Lại tí để sửa cái camera của mình làm sao nó được là được. Lỗi. Không phải trừ 1 à? À, được tính. Còn một cái chưa được đâu. Đố biết là cái gì. Phải sửa lại một chút à? Đấy, thầy đứng im cho một lúc là nó lại không thấy thầy đâu này. Thấy chưa? Đấy, người ta gọi là phát hiện chuyển động, có nghĩa là gì? Những cái gì mà không chuyển động thì nó hiểu đấy là đèn, thấy chưa? Những cái gì nó chuyển động bằng cách nó lấy cái khung hình phía sau, nó trừ đi cái khung hình phía trước. Nếu mà có sự khác biệt thì đấy là chuyển động. Đấy, cái thuật toán rất là đơn giản đó. Ví dụ đây nó bảo này, em nhìn này, thầy đặt tay vào này. Thì cái gì, cái này nó sẽ là đối tượng, đúng chưa? Nó đối tượng thì nó sẽ có toàn bộ của đối tượng, đúng không? Đúng chưa? Đấy, vậy thì từ vị trí A đến vị trí B nó sẽ biết được là cái tốc độ di chuyển của đối tượng là bao nhiêu, có nghĩa là tọa độ. Thì đấy là cái phát hiện vật chuyển động. Đó, nó sẽ có tọa độ đây là tọa độ của cái vùng đối tượng, hay là cả cái vùng màu trắng ấy là bằng 1, cái vùng màu đen là bằng 0. Tọa độ là x và y đấy, thấy chưa? Cái gì? Ô tô chạy gửi cho em đi. Khốn thế. Đây. Lớp này là lớp gì nhỉ? Xử lý ảnh. Đây đúng không?
Đấy, ai mà cần video 2 đây. Đó, thế thôi. Đấy, còn em muốn lấy từ camera thì em sửa mỗi cái này thôi. Ai mà mắc chỗ nào trong cái phần tạo project hay cái gì đấy thì gửi Ultra View thầy sẽ check cho. Bây giờ xong hết đi thì bắt đầu thầy sẽ giải thích code sau. Nó chả có gì đâu, đơn giản lắm. Chúng ta có thể dựa vào gì? Dựa vào cái kích thước của đối tượng, dựa vào hình dạng của đối tượng, chúng ta biết ở đấy là xe đạp, xe máy, ô tô con hay là ô tô tải, phải chưa? Đấy là cách để mà nhận biết. Thầy sẽ bảo là phải làm gì này. Các em phải phải khoanh được cái vùng mà chúng ta xử lý, chứ không phải là cả một cái video chúng ta xử lý. Tại vì trong một video có rất nhiều các người đang gọi là nhiễu đây. À không phải. Đây, trong một cái video mà các bạn thu nhận được từ một cái camera ngoài đường chẳng hạn, nếu muốn xử lý ảnh giao thông thì em chỉ xử lý trong một cái vùng nào đó thôi. Ví dụ em chỉ xử lý trong cái vùng này thôi, không xử lý người đi bộ, đúng không? Đó, em chỉ xử lý trong cái vùng màu xanh này thôi, yeah. Còn những cái khác chỉ là để quan sát thôi. Vậy thì khi bắt đầu vào cái khung hình này thì chúng ta sẽ có thời gian T1, được chưa? Khi đến chỗ này thì có thời gian T2. T2 thì nó sẽ có cái S2. Từ T1 đến T2 có S1 2. Vậy từ đây chúng ta sẽ tính được vận tốc tại khoảng từ T1 đến T2. Và tương tự, có nghĩa là chúng ta chỉ xử lý ảnh trong một vùng mà chúng ta quan sát thôi, được chưa? Vậy thì để phân biệt xe nào lấn làn hay sai làn, các bạn xử lý thêm cho thầy một cái chỗ ở giữa nữa. Thế là chúng ta phát hiện được xe lấn làn. Thế thôi, được chưa? Leo bài toán. Vậy thì chúng ta sẽ có các đối tượng như này, được chưa?
Vậy dựa vào cái diện tích mà chúng ta đang đo được là S này, đấy ạ, chúng ta sẽ biết được đấy là ô tô con hay là ô tô tải, tại vì khoảng cách từ camera đến đường là 1 inch, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ biết là cái vùng trắng này có diện tích là bao nhiêu điểm ảnh, đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta sẽ so sánh ở cái ô tô con thì nó tầm này, ô tô tải thì nó tầm này, em không? Thì chúng ta sẽ phân biệt đấy là ô tô con hay là ô tô tải, đúng chưa? Mà không cần phải dùng những cái thuật toán cao siêu là gì cả. Ok, do you understand? Đấy. Vậy thì để nâng cấp cái bài toán này lên thì các em phải làm gì cho thầy? Các em phải xử lý cho thầy các cái điểm này để thành một cái video mới, thấy chưa? Là bài toán cắt ảnh đấy, cắt video ấy, thấy chưa? Đâu như ở trong này gõ đây này thì bác lại nha. Nó có cái PVL where that maybe here. Đây đây đây, như thầy bảo đây. Đây là cái vùng mà camera thu nhận được, đúng không? Em chỉ xử lý trong cái vùng màu vàng này thôi. Xong em phải zoom, em phải lật cái ảnh, xong chuyển thành, em nhìn thấy thầy làm thành một cái làn đường đẹp lung linh chưa? Đúng chưa? Vậy thì ô tô nó di chuyển trên này nó sẽ là một ô tô hình vuông giống như bao tiêu ấy, chưa? Đúng không? Vậy chúng ta xử lý cái này thì chúng ta xử lý đẹp rồi, dữ liệu là dữ liệu sạch rồi. Vậy thì đây, cái ô tô đi vào nhìn thấy nó tròn chính chưa? Đúng chưa? Vậy ở đây có cái frame là khung hình này, background là nền này, nền trừ khung hình ra đối tượng, frame trên background, đúng chưa? Chính là cái đối tượng chuyển động. Vậy từ đấy chúng ta tính được tốc độ, ví dụ của thằng này là 64 km/h. Rồi, đúng không? Đấy rất là đơn giản. Vậy để làm được điều này các em phải cắt được cái hình. Đây, cắt cái hình này. Các cái hình này sử dụng cái gì đấy? Đây là trên này thầy nói này. Đó. Thế thôi. Có ai cần hỏi cốt thì gửi ID đi. Ok nhá, stop cái recording này nhá.